Chào mọi người một ngày mới nữa nha. Cái bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay mình sẽ làm một món ăn giả nha mọi người. Thì món ăn giả này cũng là từ rong biển. Mình sẽ cuốn rong biển cùng với nếp. Khi nếp mình nướng thì rong biển nó có cái hương vị rất là ngon. Đây là củ đỏ. Thì rong biển này thì cũng là một cái món mà mình cũng sáng kiến mình chế ra mình làm nha. Ở đây thì mình sẽ có là đậu hũ chiên, nấm bào ngư chiên, đậu hũ chiên, nấm bào ngư chiên. Rồi rau. Ở đây là rau đọt nhãn lồng với rau diệu. Đây là một cái món mà hoàn toàn mình tự chế biến nha. Mình sẽ cuốn mình làm thử, cũng là mình thí nghiệm. Đây là cơm nếp. Cơm nếp mình đã nấu, mình nấu cùng với một ít nước dừa. Nấm bào ngư, đậu hũ, rau, cà rốt. Đây là một cái món ăn mình tự sáng kiến nữa, mình chế ra nữa đó nha mọi người. Mọi người thử làm với kỳ duyên mình nha. Mình thấy cơm của Hàn Quốc người ta làm, người ta cũng cuốn đủ thứ thập cẩm. Cho nên ngày hôm nay kỳ duyên chai của mình làm món chai nha. Mình cũng sẽ cuốn nếp. Như vậy thì khi mình cuốn rồi mình sẽ chiên nha mọi người. Mình sẽ cắt cái cuốn nếp của mình ra với rong biển, mình sẽ chiên lại. Mình có thể ăn liền cũng được, và mình cũng sẽ chiên lại cũng được, tùy theo cái khẩu vị của mình sẽ chế biến như thế nào. Đây, đây là một cuốn rong biển. Mình sẽ để vô chảo để mình nướng lại nha, mình chiên lại. Mình sẽ chiên ít dầu thôi chứ mình không có chiên nhiều dầu. Bởi vì nếp nó dẻo, mình dễ cuốn lắm mọi người. Cơm cuốn nó bị xốp nhưng mà nếp rất là dễ cuốn. Mình đang cuốn cùng với nấm bào ngư, đậu hũ chiên,
cái cuốn cơm của rong biển của mình phong phú lắm nha các bạn. Cắt ra rồi mình để vào chảo mình chiên lại liền luôn. Đây là món ăn xa xỉ buổi trưa thôi, buổi sáng thì mình có thể làm để mình ăn đi chơi thôi. Nếp thì mình nấu sẵn rồi. Mình chỉ đợi vàng thôi là được. Rồi, rong biển của mình đã vàng. Rồi, mọi người biết không, đây là cái món ăn cơm nếp cuộn rong biển của mình. Bởi vì nguyên vật liệu nó đã có sẵn cho nên mình chế biến và mình làm nó rất là nhanh và gọn. Đậu hũ thì mình chiên với mình ăn cơm thôi, rau thì mình luộc mình cũng ăn cơm thôi. Tại kỳ duyên của mình nó sáng kiến rồi làm thêm tào lao gì đó cho nó làm món ăn xa xỉ thôi. Mọi người cùng làm với mình nha. Và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi cứu độ chúng sanh, tai qua nạn khỏi dịch bệnh, tiêu trừ hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc. Trong biển này còn mình bỏ vào tủ lạnh nha mọi người, mình xài khoảng vài tuần nữa. Như mình đã nói là mình sẽ để tủ lạnh. Trong đây nó có cái miếng chống ẩm. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Nếp cuộn rong biển, chiên, rau củ, đậu hũ, nấm bầu ngư. Rất là tuyệt vời. Món ăn giả đơn sơ ngon miệng. Mời mọi người cùng thưởng thức. A-di-đà-phật.